Trong tập trước, Hoắc Vũ Hạo sau khi thành công hấp thu hồn hoàn và hồn cốt của băng bích đế Hoàng Hạt, thì tức tốc chạy về học viện, nhưng cuối cùng vẫn không kịp thời gian báo danh của lớp học, khiến hắn có nguy cơ bị đuổi khỏi học viện. Thấy Hoắc Vũ Hạo trở về, Chu Y cùng nhóm bạn đang định trách mắng hắn đến muộn thì ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo mở ra hai cái hồn hoàn 10 vạn năm cùng hồn cốt, khiến tất cả đều á khẩu không còn nói được gì nữa. Ngày hôm sau, Hoắc Vũ Hạo gặp lại Đế Hoa Bân để giải quyết ân oán lâu nay, cả hai liền đưa ra một giao kèo trong kỳ sát hạch sắp tới. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Trên hải thần đảo có hai lão già gian xảo cùng nói chuyện với một chủ đề tương tự. Lão Ngôn, lần trước ngươi thua ta một vụ cá cược đấy, giờ thực hiện đi. Tiền Đa Đa nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm Ngôn Tiểu Triết đang ngồi sau bàn làm việc, ung dung nói. Ngôn Tiểu Triết cảm thấy tò mò, chuyện làm sao? Tiền Đa Đa nói, thì cũng vì Chu Y, con bé lão sư của hệ vũ hồn mà lúc nào cũng thích mang mặt nạ già nua đấy, lần này trong lớp nó có một đệ tử đến trình diện muộn, mà đấy lại là đệ tử nó thích nữa. Nhưng theo nội quy, cái đứa kia chắc chắn sẽ bị khai trừ, nên đêm qua Chu Y mới nói lại với Phạm Vũ, nên cuối cùng Phạm Vũ lại đến nhờ ta thu nhận đứa bé khi làm đệ tử hạch tâm. Ngươi cũng biết Phạm Vũ là người được đề cử làm viện trưởng kế nhiệm mà, ta làm sao không để mặt hắn được đây. Mà cái lão già quỷ quyệt ngươi nữa, ta không nhanh nhanh đến đòi nợ có khi ngươi quỷ luôn cũng không chừng, thế nên ta mới phải chạy đến đây một chuyến. Ngôn Thiểu Chết có chút nghi ngờ nhìn Tiền Đa Đa, tên đệ tử đến muộn ấy đáng để Phạm Vũ làm vậy sao? Nó tên gì? Tiền Đa Đa thản nhiên nói, Hoắc Vũ Hạo. Ngôn Thiểu Chết đảo mắt nói, hình như có chút ấn tượng. Tiền Đa Đa cười cười nói, còn không phải tên nhóc trong đội vô đi kỳ sát hạch tân sinh nhưng không được chọn làm đệ tử hạch tâm nữa sao? Nói xong lão liền đứng dậy phủi mông bỏ đi. Ngôn Thiểu Chết nhìn bóng lưng Tiền Đa Đa khuất dần cảm thấy có chút không đúng, nhưng rồi cũng cho qua. Nhưng lão không biết, Tiền Đa Đa vừa rời khỏi đảo hải thần trở về bên ngoại viện hệ hồn đạo lập tức cười to ba tiếng, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý. Bộ dạng hắn lúc này thậm chí còn hơn cả lần trước thắng cược với Ngôn Thiểu Chết nữa. Lão Ngôn à, lão Ngôn, thật sự là ngại quá, không ngờ ngươi dễ mắc câu như vậy. Ha ha, ta không ngờ có ngày hệ hồn đạo của ta cũng có được đệ tử có vũ hồn song sinh. Ha ha ha, Hoắc Vũ Hạo đúng là phúc tinh của ta, ta lại chiếm tiện nghi của lão già đó một lần nữa rồi. Tu luyện 8 tháng đã thành hồn đạo sư cấp 2, vũ hồn song sinh, vũ hồn cao cấp nhất trong hệ băng, băng bích hạt, hoàn mỹ, a ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài của cả hai hệ vũ hồn lẫn hồn đạo. Lúc này hắn còn đang bận nghe Chu Y giảng dạy quy tắc kỳ sát hạch thăng cấp. Ngoài lần sát hạch tân sinh lúc đầu, tất cả những kỳ sát hạch còn lại đều rất quan trọng. Nếu không đạt yêu cầu thì đơn giản thôi, cuốn gói về nhà. Cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên chưa từng xuất hiện tình huống đệ tử hạch tâm không vượt qua được kỳ sát hạch. Chu Y đứng trên bục giảng nói, kỳ sát hạch này của chúng ta sẽ diễn ra ở đấu thú khu. Có lẽ đa số các ngươi đều không biết đấu thú khu ở đâu phải không? Chính xác thì nó ở phía nam của đấu hồn khu. Khu vực này cũng giống như một tòa thành bình thường, bao quanh nó là một dãy tường thành màu xám. Nó là nơi nuôi giữ một vài loại hồn thú của học viện. Đặc biệt nó còn là nơi để các đệ tử cao cấp tu luyện nữa. Nếu sau này các ngươi còn có thể ở lại đây đến năm tư thì cũng sẽ có cơ hội đến đó tu luyện. Nhưng hiện giờ nó là địa điểm khảo hạch của các ngươi. Kỳ sát hạch này, các ngươi sẽ đánh nhau với hồn thú. Còn hồn thú thế nào sẽ do các ngươi tự chọn. Hồn thú không giống nhau thì giá trị cũng khác nhau. Khiêu chiến với hồn thú tu vi càng cao thì điểm càng lớn. Kỳ sát hạch này sẽ do lão sư cao cấp chấm điểm, tối đa là 100, đạt được 60 thì xem như thông qua sát hạch. Hoắc Vũ Hạo lắng nghe từng câu từng chữ của Chu Y hết sức chăm chú. Bọn hắn đã đánh cược với Đới Hoa Bân rồi, làm sao không chăm chú cho được. Nếu thua thì phải quỳ xuống nhận sai. Chuyện này đối với người khác thì sẽ có chút lo lắng, nhưng hắn thì không. Chỉ nghĩ đến chuyện Đới Hoa Bân quỳ xuống nhận sai với mình thì hắn liền cảm thấy dường như mình đã báo thù được một chút rồi. Cho nên bất kể thế nào, lần cá cược này bọn hắn phải thắng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trước cửa lớp là một vị lão sư, các học viên trong lớp không biết nàng, cả Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Hắn nào biết chính vị lão sư này đã đưa cho hắn khối bí pháp hồn tả tí cốt ngày ấy, cũng chính là người từng thua Chu Y một lần cá cược. Lão sư Mộc Cận, sau lưng nàng còn có hai lão sư khác của học viện nữa. Sắc mặt Chu Y chợt trầm xuống. Mục lão sư, ngươi không ở bên lớp ban 2 mà chạy qua bên ban 1 làm gì? Mục Cận lạnh nhạt nói, ta nghe nói lớp ngươi có học viên hôm qua không đến trình diện mà hôm nay vẫn có thể vào lớp nên đến xem một chút thôi. Mà thật ra cũng không phải là ta tìm ngươi, mà là hai lão sư này muốn tìm ngươi. Vẻ mặt Chu Y càng lúc càng lạnh lùng hơn, nàng từ trên bục giảng đi xuống. Đến trước mặt hai lão sư vừa đến, một nam lão sư tuổi trung niên đứng bên trái nói, Chu lão sư, Vương lão sư, chúng ta nhận được tố cáo của các học viên bảo là trong lớp các người có một học viên tên là Hoắc Vũ Hạo hôm qua không đến trình diện mà hôm nay vẫn lên lớp học. Nội quy của học viện các người chắc đã rõ, giờ chúng ta đến dẫn học viên kia đi làm thủ tục thôi học. Vương Ngôn nhìn Chu Y cười nhạt một tiếng nói, Lý lão sư, Lục lão sư,
Chuyện là thế này, Hoắc Vũ Hạo kia chính là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Hôm qua nó về muộn là vì chấp hành nhiệm vụ của hệ hồn đạo sẽ giải thích rõ với các người sau. Hai vị lão sư đến trừng phạt nghe thấy Chu Y nói thế liền sững sờ cả người. Hai vị lão sư kia cũng chỉ ngẩn người chốc lát, rồi Lục lão sư lại xoay người sang nói với Mộc Cận. Mộc lão sư, chuyện này cứ để chúng ta xử lý, có lẽ ngươi nên về lớp của mình quản lý đệ tử đi. Mộc Cận liếc nhìn Chu Y đầy vẻ căm hận, rồi mạnh mẽ quay người bỏ đi. Đầu thú khu, đây là khu vực lớn nhất trong học viện Sử Lai Khắc, tổng diện tích của nó bằng tất cả diện tích của hệ vũ hồn, tính luôn các giáo học lâu, ký túc xá và cả quảng trường Sử Lai Khắc. Đầu thú khu chia làm hai khu vực, một bên là nơi nuôi giữ hồn thú, khu vực này học viên không thể vào, còn gọi là thú quyền. Khu vực còn lại chính là đấu thú tràng. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng bước vào đấu thú tràng. Lúc này cả ba đều bị choáng ngợp trước khung cảnh to lớn ấy. Vũ Hạo, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Tuy hắn cũng quen với hành tung xuất quỷ nhập thần của Thiên Mộng Ca rồi, nhưng lần nào cũng bị dọa hết hồn. Có chuyện gì thế Thiên Mộng Ca? Thiên Mộng Băng Tầm nói, chẳng phải đệ muốn tên tiểu tử đó quỳ xuống nhận sai sao? Ta có một phương pháp vô cùng đơn giản giải quyết nhanh gọn chuyện này. Đây cũng là một cách chiến đấu cực tốt, sau này đệ có thể thoải mái sử dụng. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ nói, dạ. Thiên Mộng Băng Tầm nói tiếp, đệ cứ làm thế này, thế này. Tất cả mọi người đang xếp hàng. Vương Đông liếc mắt một cái đã thấy Đế Hoa Bân đang đứng gần đấy. Hắn để nhẹ khuỷu tay Hoắc Vũ Hạo rồi nói, kìa, bọn Đế Hoa Bân đến rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó đi về phía hắn. Đế Hoa Bân vốn cũng đang để ý đến bọn họ, mắt thấy Hoắc Vũ Hạo đi về phía mình, hắn cũng không chút yếu thế, lạnh lùng nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt Đế Hoa Bân khoảng ba thước rồi dừng lại, lạnh lùng nói, đánh cuộc hôm qua của chúng ta ngươi còn nhớ không? Hôm nay ta đến hỏi lại một lần nữa, ngươi có hối hận không? Đế Hoa Bân sửng sốt, thầm nghĩ chẳng nhẽ tên Hoắc Vũ Hạo này bị bệnh rồi sao, nhưng vẫn lạnh lùng nói, Đế Hoa Bân ta trước giờ chưa từng nuốt lời, hôm nay sát hạch, xét tổng điểm của hai bên, ai thua thì phải quỳ xuống xin lỗi đối phương. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, được, vậy phiền mọi người xung quanh làm chứng dùm. Nói xong hắn liền quay người bỏ đi. Cuộc đối thoại của bọn họ đã khiến học sinh cả hai lớp ban 1 và ban 2 xôn xao một trận. Sắc mặt Đế Hoa Bân càng lúc càng khó coi, hắn lạnh lùng nói, tự gây nghiệt không thể sống, người đã muốn mất mặt thì ta đây sẽ khiến người hài lòng. Lúc này, giọng nói của Đỗ Duy Luân từ trên đài quan sát vang lên, sát hạch bắt đầu, đệ tử ban 1 năm 2 bắt đầu trước, sau đó đến ban 2. Hoắc Vũ Hạo cầm giấy kiểm tra của mình rồi sải bước ra ngoài tiến vào đấu thú khu. Đột nhiên lúc này trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như là máu huyết sôi trào vậy. Có lẽ bởi vì nơi này đã có quá nhiều các cuộc chiến đấu nên bất cứ đệ tử nào đến đây đều sẽ sinh ra ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy. Hoắc Vũ Hạo bước vào sân, giữa sân có đến hai lão sư giám trận, có đến hai người vì học viện muốn đảm bảo sự an toàn của học viên một cách tốt nhất. Lão sư giám trận bên trái nói, người chủ tu hệ nào? Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp, hệ khống chế. Người kia nói tiếp, giờ ngươi lựa chọn hồn thú đi, nhớ kỹ, hệ khống chế thì phải cố gắng thể hiện rõ hai chữ khống chế, cơ hội sát hạch chỉ có một lần, cố gắng nắm lấy. Cấp bậc hồn thú sẽ xét theo đơn vị trăm năm, từ 100 năm đến 1000 năm. Tất cả học viên ban 1 và ban 2 đều tập trung chú ý lên người Hoắc Vũ Hạo, một mình đối mặt với hồn thú, đối với đa số những người ở đây đều là lần đầu tiên, nói không hồi hộp mấy là lạ. Thế nên tất cả đều hy vọng có người bắt đầu thử trước để đứng ngoài quan sát học tập kinh nghiệm. Kỳ sát hạch thăng cấp này rất quan trọng, nó quyết định xem bọn họ có thể tiếp tục ở lại học viện hay không a. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, trầm giọng nói, đệ tử chọn hồn thú 100 năm. 100 năm? Ngươi chắc chứ? Lão sư giám trận cứ tưởng mình nghe lầm, có thể đại diện cả lớp xuất trận đầu tiên dĩ nhiên phải là người ưu tú, thế mà nó chỉ chọn hồn thú 100 năm, không phải quá kém sao? Cho dù là hồn sư hệ khống chế cũng không tệ đến vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo xác nhận lại một lần nữa, dạ đúng, đệ tử chọn hồn thú 100 năm. Thấy Hoắc Vũ Hạo khăng khăng yêu cầu như thế nên lão sư giám trận kia đành gật đầu nói, vậy thì theo yêu cầu của ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, dạ đệ tử đã sẵn sàng. Sát hạch bắt đầu. Lão sư giám trận giơ tay ra dấu, từ phía xa lập tức vang lên một tiếng tách, rồi một cơ quan đột nhiên mở ra, sau đó lại vang lên từng tiếng cái gì đó đang chạy đến như điên. Các học viên khác vốn vẫn đang lớn tiếng cười nhạo Hoắc Vũ Hạo thì lúc này cũng im lặng một cách kỳ lạ, trong lòng bọn họ không hiểu tại sao xuất hiện một luồng áp lực không tên. Một cái bóng màu đen xuất hiện, nó xài từng bước chân với tốc độ kinh khủng lao thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo. Con vật này dài chừng 2 thước, cao khoảng 1 thước hơn, bộ lông màu xanh khuấy động trong gió. Đôi mắt màu nâu hạt rẻ đầy sự cáu kỉnh. Đây là một loài hồn thú thường thấy, nó chủ yếu thiên về tốc độ, tên là Phong Linh Lang. Cũng ngay lúc này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có hành động. Từ dưới chân hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đỏ sậm, trong mỗi quầng sáng ấy thậm chí còn có bốn đường vân ánh kim lập lòe. Khi nó xuất hiện thì hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng biến thành đỏ tươi.
Từ người hắn tỏa ra một hơi thở mang theo hơi hướng hoang dã từ viễn cổ vô cùng khủng bố, luồng sáng màu đỏ ấy lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Giờ khắc này, bóng người vô cùng nhỏ bé ấy lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng khủng khiếp, hệt như một vị thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống vậy. Ngao ô! Con phong linh lang kêu lên một tiếng thảm thiết rồi cả người lăn đùng xuống đất xoay tròn như hồ lô, nháy mắt sau đã nằm sụi lơ dưới mặt đất, xoắn đầy mặt đất. Cũng ngay lúc đó, từ xa xa truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết của hồn thú. Hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là 10 vạn năm, cũng chính là từ hồn thú cao cấp nhất. Mỗi một hồn hoàn 10 vạn năm đều là những vật vô cùng quý giá. Đừng nói là các đệ tử, trong số tất cả các lão sư ở đây đều không có ai có hồn hoàn 10 vạn năm. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo không chỉ đem ra hồn hoàn 10 vạn năm, mà có đến tận hai cái. Bất luận là nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận từ khí tức của nó, cái nào cũng khiến người khác sợ hãi mà run rẩy. Bầu không khí lặng ngắt đầy áp lực. Ở đấu thú tràng lúc này, không chỉ những hồn thú có phản ứng mà tất cả lão sư, học sinh đều có phản ứng mãnh liệt. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một mãnh thú vô cùng khủng bố. Vậy nên ngay lập tức bọn họ phóng xuất ra vũ hồn của mình và theo bản năng thiết lập một thế phòng ngự. Đỗ Duy Luân đã từ ghế ngồi bật dậy từ lâu rồi, tám cái hồn hoàn không ngừng lượn lờ xung quanh. Đối mặt với hơi thở của hồn thú 10 vạn năm, hắn cũng không ngoại lệ mà phóng ra vũ hồn của mình. Không, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nó mới 12 tuổi, làm sao có được hồn hoàn 10 vạn năm. Nhưng, đây thật sự là khí tức của hồn thú 10 vạn năm. Hơn nữa, cái này còn có phần cường đại hơn nữa. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Hoắc Vũ Hạo quay sang hai vị lão sư đang thất thần cung kính thi lễ nói, thưa lão sư, khảo hạch của đệ tử đã xong. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.